265 天 Ngày 265 Không ạ, chị xem này. Là 190.000 đồng không sai mà. Mấy yếu, nhì khan, 69.000 tuần mấy chùa. Mấy yếu nhì khan sư sư chiếu quan tuần mấy chua mấy yếu nhì khan sư sư chiếu quan tuần mấy chua. Mấy yếu, nhì khan, sư sư chiếu vạn tuần mấy chua. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Liên hệ ngay. Mã sẵn liên xì. Siêu thị. Chào sư. Chú ruột. Chín sư sư. Khỏi quên, đỡ quên. Miễn đỡ quảng chỉ. Em tưởng đều lấy ra rồi. Wǒ yǐ wěi dōu nǎ chū lái lǎo. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. Wǎn quán wǎng jì tā mèn de cěn zài lǎo. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. Qiān jǐ tiān jìn qù zǎo běn shū. Dành thời gian nhìn một cái. Chǒu kòng kàn yǐ yǎn. Hy vọng. Xī wàng. Chất liệu vải sờ lên. Miễn lẻo mua chỉ lái. Đẹp một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ý đẻ càng hào khăn. Cơ chung, sai chung. Trung hào. Dân bà đến từ mình chọn. Tài tha lái tự chỉ chuyển. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biểu chiên sang xie de shi duo shao qian? 190.000 Việt Nam đồng. Nguyên văn là 19 vạn Việt Nam đồng. 19.000 Việt Nam đồng. Không nhìn nhầm. Mấy khăn chua.